quý thính giả, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tạo quá nhiều oan khiên và bất công trong lòng dân tộc, sự căm phẫn của toàn dân chồng chất và ngày tàn của chế độ không còn xa. Mời quý thính giả của đài Đáp Lời Sông Núi nghe phần bình luận của Hoàng Minh Phú với tựa đề Sức bật của lòng căm phẫn sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay. Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng quả đất lên. Đó là lời nói của nhà bác học lừng danh Archimedes đã phát biểu trên quan điểm của nhà khoa học. Có thể cũng vì câu nói đó mà sau này nhân loại đã làm được nhiều điều phi thường. Là người Việt Nam, với tình hình đất nước hôm nay, chúng ta phải nói trên quan điểm đấu tranh. Vậy, phải nói gì đây? Nói gì với vận mệnh nổi trôi của dân tộc, của tổ quốc trong nhiều thập niên qua đang bị Đảng Cộng sản độc tài gian ác nhân danh chủ nghĩa Cộng sản để cai trị, đè đầu cởi cổ những đồng bào yêu nước, những dân lành không có súng đạn, dao găm, mã tấu của Tàu Cộng, những người dân thấp cổ bé miệng đang sống trong sợ hãi lo âu cho ngày mất nước. Chúng ta có cần phải nói rằng, cho tôi một điểm tựa, như nhà bác học Archimedes nói, để nhấc bổng quả đất này lên, để làm cho đảo lộn vũ trụ, cho sụp đổ những nhà độc tài còn sót lại trên thế giới không? Xin thưa, không. Chúng ta chưa cần nhấc bổng trái đất này, mà chúng ta cần một sức bật để làm bật ngã tận gốc rễ cái chế độ cộng sản tàn bạo phi nhân kia, đang bán rẻ nước Việt Nam cho Tàu Cộng, đang đầu độc và làm tha hóa đời sống của giống nòi Việt tộc. Làm sao để chúng ta có cái sức bật ấy, và sức bật đó từ đâu đến, bao giờ đến, và đã đến chưa? Xin thưa, đã đến, đến từ nhiều năm qua, đến từ nhiều thành phần dân chúng, từ những người nông dân chất phác, tay lắm chân bùn, tháng ngày lam lũ với ruộng nương, từ những người công nhân vất vả lao động mệt nhọc mỗi ngày để kiếm tiền nuôi sống gia đình, từ những bậc tu hành với lòng từ bi bác ái rao giảng đạo đức cho tín đồ, từ những người trí thức cho đến những cán bộ quân nhân là đảng viên Cộng sản nhưng đã biết được sự thật về việc bán nước, về những sách lược mỹ dân dối trá của đảng, họ đều đã bày tỏ lòng căm phẫn. Họ căm phẫn vì giặc cầm quyền Việt Cộng đã cướp đất, cướp nhà, cướp tài sản, cướp đời sống, cướp tự do của người dân. Chúng bán rẻ đất nước, tài nguyên, biển đảo cho kẻ thù truyền kiếp phương Bắc. Chúng tiếp tay với quân thù hủy hoại môi trường sống, đàn áp và tàn sát dân lành. Dân chúng đang gào thét trong căm phẫn bằng cách xuống đường biểu tình, gửi kiến nghị, kêu gọi thế giới lên tiếng ủng hộ người dân để tạo thành một sức bật. Sức bật đó đã bật rồi, nhưng chưa đủ mạnh để bật tận gốc rễ cái chế độ cộng sản tàn bạo kia đang áp đặt lên đầu dân Việt một cái ách nô lệ từ một chủ thuyết cộng sản ngoại lai, không phù hợp với dân tộc tính của giống nòi Việt tộc. Chúng ta đã có những sức bật nào? Sức bật Thác Bản Dốc, sức bật Hoàng Sa Trường Sa, sức bật Bô Xích Tây Nguyên, sức bật nhà máy lọc dầu Quảng Ngãi, sức bật Giàn Khoan 981, sức bật Tiên Lãng, sức bật Đồng Tâm, sức bật Formosa, sức bật nhà máy điện nguyên tử Phan Thiết, sức bật Phan Rí Cửa, sức bật BOT, sức bật Đặc Khu, sức bật Thông Tin Mạng, sức bật Thủ Thiêm, vân vân. Nhưng đó chỉ mới là những sức bật rời rạc, chưa có thể tạo nên một sức mạnh tổng hợp vũ bão để làm sụp đổ chế độ cộng sản Việt Nam. Vậy làm thế nào để chúng ta có được sức bật vũ bão đó? Một sức bật vũ bão sẽ đến và phải đến khi tất cả người dân đều một lòng quyết tâm không chấp nhận làm người bị trị, quyết tâm giành lại đất nước, quyết tâm giành lấy tự do, giành lấy hạnh phúc cho mình, cho gia đình mình và cho tổ quốc Việt Nam thân yêu. Sức bật đó phải do chính toàn dân Việt trong cũng như ngoài nước thực hiện. Thế giới tự do chỉ có thể hỗ trợ giúp chúng ta khi họ biết rằng người dân Việt đã và đang dùng lên bằng sức mạnh phù động, bằng bàn tay Trần Quốc Toản, bằng đôi chân của đoàn quân Nguyễn Huệ. Thế giới tự do sẽ đồng lòng hỗ trợ cho chúng ta để cho sức bật mạnh hơn,
vì thế giới cũng đang muốn xóa bỏ các chế độ cộng sản độc tài tàn ác còn sót lại. Chúng ta tin rằng sức mạnh vũ bão đó sẽ ập đến để làm bật gốc chế độ cộng sản trong một ngày không xa, vì sự căm phẫn đã âm ỉ trong lòng dân tộc như một ngòi nổ chờ tia lửa, và thế giới cũng đang sẵn sàng chờ tín hiệu từ chúng ta. Muốn bảo vệ tổ quốc và xây dựng đất nước, chúng ta cần biến sự căm phẫn thành hành động. Chúng ta cần dứt sập chế độ tàu ngụy tay sai bán nước ở Ba Đình. Khi chống bọn bán nước, chống quân xâm lược tàu cộng không phải là hành vi bạo động chống phá đất nước. Chống tàu cộng và bọn tay sai Việt Cộng là yêu dân tộc và bảo vệ tổ quốc. Đó là bổn phận của toàn dân. Và toàn dân đoàn kết một lòng, sức bật sẽ mạnh vô song.